Rồi bây giờ mình sẽ tải cái máy bay các bạn nhá. 1, 2, 3. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì hai anh em Xu Hào của Cải sẽ quyết định là tổ chức một cuộc thi. Và hôm nay hai anh em quyết định là sẽ chế tạo máy bay và có động cơ luôn các bạn nhé. Em là sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi. Bây giờ em đã có ý tưởng trong đầu rồi anh ạ. Anh cũng có ý tưởng trong đầu rồi. Vậy thôi bây giờ hai anh em mình cũng bắt đầu tiến hành làm thôi. Các bạn ơi, để chế tạo cái máy bay động cơ của mình ấy thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn là có hai cái cọc giấy nhá. Và ở đây có hai cái ống hút này, một cái ống hút nhỏ hơn này và một thanh que tre này. Rồi một thanh thép rất là nhỏ luôn này. Và đây có cả ba cái vòng giun nữa này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cho các bạn xem nhé. Đầu tiên mấy cái cốc này mình sẽ đục một cái lỗ ở đây nhé. Bây giờ mình sẽ cắt cái cánh quạt cho máy bay nha các bạn ơi. Rồi sau đó chúng ta cân hai cái lại với nhau này. Cắt cho thật đều nha các bạn ơi. Rồi cái máy bay đã hoàn thành rồi các bạn ơi. Đây các bạn ơi, cái này rất là nguy hiểm nhé các bạn, nên cẩn thận nhé. Nếu mà các em nhỏ có làm thì nên nhờ người lớn làm cho nhá. Được rồi, mình đã đục được một cái lỗ ở đây rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ gắn cánh quạt vào nha. Đây, bên này một cái. Và bên này một cái. Sau đó chúng ta sẽ dán keo 502 vào. Ở đây chúng ta sẽ dùng que tre này để đo cái độ dài của cái miệng chiếc cốc giấy này nha các bạn ơi. Để chúng ta sẽ cắt ra như này. Bây giờ mình sẽ cho vòng giun vào đây nha. Sau đó là mình sẽ đổ keo nén vào đây. Mình dán cố định hai cái đầu này lại với nhau nha. Ok các bạn ơi, ở đây thì có một cái nắp chai nhựa mình đã đục sẵn lỗ ở đây rồi nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho vào đây và mình sẽ dán keo cố định nó lại nha. Ok các bạn ơi, mình đã dán cố định cái nắp chai nhựa vào đây rồi nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu gắn cánh quạt vào nha. Đầu tiên chúng ta sẽ bẻ cong cái này đi một tí. Sau đó thì dán keo cố định lại nha. Được rồi, mình đã dán cố định vào như thế này này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng kềm để cắt bớt đi. Ok, mình sẽ. Bây giờ mình đã cắt sẵn hai cái này vào, hai cái ống nhựa này, và bây giờ mình sẽ cho vào đây nha các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ gắn chân cho cái máy bay của mình nha. Ok các bạn ơi, như vậy là mình đã chế tạo xong cái máy bay của mình rồi các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ thử cho nó bay nha các bạn. Và nguyên lý hoạt động của nó là mình sẽ quay cánh quạt này này. Đây, ở dưới này có vòng giun nha. Nó sẽ xoắn lại nha. Đây, mình sẽ quay thật nhiều vòng luôn. Ok, bây giờ chúng ta cùng thử bay nha. 1, 2, 3. Wow. Như vậy là nó cũng bay được rồi các bạn, nhưng mà nó vẫn hơi thấp. Bây giờ mình sẽ xem anh Xu Hào làm đến đâu rồi nhá. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chế tạo một cái máy bay có động cơ các bạn nhé. Và mình đã chuẩn bị ở đây thì rất là nhiều các que gỗ như thế này. Đó, que tre các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ làm cảnh cho máy bay trước. Và mình sẽ rọc đôi cái thanh tre này. Bây giờ mình đã dán xong hai cái khung của cái cảnh các bạn nè. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái bao ni lông. Cái này là cái bao bỏ nha các bạn nha. Và mình sẽ tận dụng lại và sẽ dán lên cái cảnh này để cho nó thể bay được các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng keo 502 để dính nó lại. Như vậy là mình đã hoàn thành xong máy bay rồi các bạn ơi. Đây các bạn ơi, đó, khá là đẹp luôn nè các bạn ơi. Như vậy là hai anh em đã chế tạo xong hai cái máy bay có động cơ các bạn nhé. Và đây là máy bay của Củ Cải nè, và đây là máy bay của mình các bạn nhé. Bây giờ hai anh em mình cùng khám phá máy bay của nhau đi. Ok, bây giờ khám phá cái máy bay của em đi. Máy bay của em hả? Ok các bạn ơi, đây là cái máy bay của mình nha. Ở đây thì mình làm bằng một cái ly này, bằng hai cái ly này, và có một cái nắp chai này, và vài cái ống hút và vài sợi dây chun. Và nguyên lý hoạt động của nó thì là như thế này. Mình sẽ xoay cái cánh của nó như thế này. Đấy, để cho cái chun này nó cuốn, nó xoắn vào nhau như thế này nha các bạn. Để tí nữa nó sẽ có cái lực nha. Đây, bây giờ mình sẽ thử nha. Nè, nhìn nè. Wow. Còn đây là cái máy bay của mình các bạn nhé. Ở cánh thì mình dùng bao ni lông để mà làm cánh này.
và mình bọc lại qua những cái thanh tre như thế này. Còn thân của máy bay ấy, thì mình cấu tạo như thế này. Đó, rất là đơn giản luôn. Đây có phần đuôi này nè, để cho máy bay giữ thăng bằng đó. Và cái động cơ của mình ấy, thì mình cũng làm tương tự như là của củ cải. Đó là mình sẽ sử dụng một sợi dây thun và mình xoắn như thế này. Sau khi mình xoắn cánh quạt như thế này ấy, thì những sợi dây thun nó sẽ co lại và lúc thả ra thì nó sẽ xoay các bạn nhé. Có một cái lực xoay này. Đó, làm giống giống quay. Và cái cảnh của cái máy bay này á thì mình sử dụng bằng một cái ly nhựa các bạn ạ. Mình cắt theo chiều xéo á, thì nó sẽ có một độ cong như thế này. Đó. Sau khi thả ra thì nó sẽ có lực đẩy các bạn ạ. Đó. Và bây giờ các bạn ơi, hai anh em sẽ mang hai cái máy bay này ra ngoài công viên cho nó có không gian rộng rãi á, để mình phóng thử máy bay này xem sao coi nó có bay không các bạn nhé. Bây giờ hai anh em mình đi. Ok, đi thôi anh ạ. Các bạn ơi, bây giờ củ cải sẽ cho máy bay bay trước nha. Ok, let's go. Củ cải đang xoắn rất là mạnh luôn các bạn ạ. Đây, lần này sẽ bay cao hay thấp đây? Không biết là sẽ bay cao hay thấp đây. 1, 2, 3. Như vậy là cũng bay cũng khá là được nha. Không cao lắm. Không cao cho lắm. Bây giờ củ cải sẽ quấn thử cho nó bay nhiều vòng hơn xem sao. Bây giờ mình sẽ thử lại một lần nữa nha. Lần này củ cải sẽ quấn rất nhiều vòng các bạn này. Khi mình quấn càng nhiều vòng thì cánh quạt nó bay càng nhanh hơn. Đấy. Nhìn đây mặt rồi. Có vẻ nó rất căng thẳng này. Đây rồi, đây rồi. Rồi, chuẩn bị chưa? 2, 3. Wow, như vậy là cũng khá ok đó củ cải ạ. Em thấy như vậy cũng được rồi. Lần sau mình sẽ làm tốt hơn anh ạ. Bây giờ mình sẽ thử dùng cái củ cải xoay thử coi nó bay có cao hơn củ cải không nhá. Đây, bây giờ mình sẽ sử dụng hết tốc lực luôn để xem nó thế nào. Wow, cái này có vẻ là cũng khá là hay. Đây là gọi là máy bay lên thẳng các bạn ạ. Còn máy bay của mình là máy bay bay ngang. Cái này dạng như là trực thăng đó các bạn. Không biết là được chưa? Anh căng lắm rồi đây. Thôi mình và thử cái cánh kìa. Thôi mình xoắn thử đi. Ok. Ok nhá. Bây giờ mình sẽ thả ra này các bạn ơi. Nè, 1 2 3. Wow! Cũng khá là ok rồi anh ơi. Khá tuyệt vời đấy. Nói chung là tuyệt vời. Thôi bây giờ chơi thử cái của anh đi. Ok. Ok các bạn ơi, bây giờ anh Su Hào sẽ thử cái máy bay của anh Su Hào nha. Let's go. Bây giờ mình sẽ quấn cho dây thun căng lên các bạn nhé. Cái này gọi là đi khởi động động cơ này. Đó. Động cơ của mình là nằm phía dưới bụng của cái máy bay các bạn ơi. Và các bạn có thể nhìn thấy được sợi dây thun này. Đó. Nó càng ngày nó càng dày hơn và nó căng hơn. Để mình quấn thật là mạnh luôn các bạn nhé. Quấn mạnh cho nó bay cao. Mà không biết là có bay được hay không, tại vì lúc ở trong nhà ra thì mình cũng chưa có bay thử. Theo mình nghĩ thì nó sẽ bay rất là xa luôn á. Như này được chưa củ cải nha? Em nghĩ là khá là căng đấy anh ạ. Nhưng mà em nghĩ càng xoắn nhiều thì nó bay càng xa. Để anh xoắn thêm tí nữa ha. Ừ. 1, 2, 3. Wow. Thất bại rồi anh Su Hào ơi. Không phải các bạn ơi, gió mạnh quá. Cái này gió rất là mạnh luôn, không phải. Tại vì cái máy bay của mình nó rất là nhẹ luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử lại một lần nữa nhé. Ở ngoài này á, nếu mà bay flycam mình nghĩ cũng không bay được các bạn ạ. Tại vì không gian này rất là trống này và cây cối rất là nhiều nên gió thổi rất là mạnh. Bây giờ mình sẽ thử phóng một lần các bạn xem nhé. Anh Su Hào giỏi chống chế thôi các bạn ơi. Theo cái kinh nghiệm làm máy bay của mình á, thì cái này sẽ bay được. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ bay các bạn xem nhá. 1, 2. Yo. Wow, bay được một đoạn anh Su Hào ơi. Các bạn ơi, sau khi bay trong môi trường gió và bị rớt nhiều lần á, thì cánh quạt nó bị lỏng như thế này nè. Đó. Bây giờ mình sẽ chắc phải về nhà cố định lại mới được. Còn bây giờ nếu bay thì mình nghĩ là không bay được, tại vì nó đã bị như vậy rồi. Đó, lỏng lẻo rồi.
Rồi, đến đây thì video của tụi mình cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ cho một like, một share và đăng ký kênh nhé. Bây giờ xin chào các bạn, bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ cho một like nhé. Và đây là những video hay và hot nhất trong tuần của kênh. Nếu các bạn chưa xem thì đừng bỏ lỡ nhé. Ngoài ra, bạn nào chưa là thành viên của kênh Thế Giới Slam thì hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chuông để có thể nhận thông báo sớm nhất khi có video mới nhé. Và bây giờ Thế Giới Slam xin chào và hẹn gặp lại các bạn.